Xin giới thiệu với mọi người, đây là xe của Giang Con và Vân Tây. Chính xác là xe của Vân Tây. Và tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một cách để làm mất mũ bảo hiểm nhanh nhất. Đấy. Bình thường thì nó không lấy đâu. Hoặc là bình thường thì cái mũ có thể để ý ở đây không sao đâu. Nhưng mà thêm chữ này vào là rất là kích thích, người nhìn thấy người ta lia để chỗ khác hoặc người ta giấu đi. Rất hợp lý luôn. Cái mũ Vân Tây, mũ kia mũ Giang Con. Tí thế nào hai đứa này cũng nhờ mình check cam cho chị ơi, xem mũ em đâu. Cam. Không biết ai luôn. Xin chào mọi người. Bây giờ là 5:30. Em thấy ngày này rất là nhộn nhịp. Các em lấy bên trong kia ra vào lấy đi. Anh em đang bàn tính chuyện gì xôm đấy, còn lại đang ăn gì này? Lại chuối đang, chanh. Đang tìm chỗ ăn tất niên nhỉ. Lâu lắm rồi mới thấy ăn chuối chanh ấy. Ăn chuối chanh chấm muối luôn. Ăn nếu hết rồi này. Mới co 25 tháng 12 và bài hôm nay bao nhiêu âm nhỉ? Gần đến rằm tháng 11 hay rằm tháng 12 nhỉ? Ui rằm tháng 12 rồi. Rằm tháng 11. Thế mà đã tìm chỗ ăn tất niên tim rồi. Kinh thật. Phòng em đông nhất công ty mà phải khảm chứ. Phòng gì? À phòng kỹ thuật. Phòng kỹ thuật đang lên kế hoạch. Coi như thế là ăn liên hoan tất niên. Bạn quên. Hôm trước em biết là mua chuyện gì. Hôm trước Tuấn nó bóc phốt Nhung. Mình đang ăn chuối nhưng mà mình xem video ăn sung nhá. Ngoã. Quả ngoã. Đúng rồi, trước mày gọi là quả gì? Em thấy người ta gọi là quả vả. Ơ quả vả với quả ngõ là một hay sao ấy. Ngày bé tôi được ăn nhưng bây giờ tôi không được ăn nữa, ngon lắm. Đúng, ngon, thơm. Ngon. Hôm trước Tuấn nó đổi biệt danh cho Nhung. Nó bảo là chị ơi, bây giờ đừng gọi vợ em là Nhung Thị nữa, gọi là Nhung Lang Thang. Thế hôm nay thấy ngồi đây lạ quá, không biết chờ đợi gì. Em ngồi đây kiếm tiền cho chị đấy. À ngồi đây kiếm tiền à? Mỗi giây phút ở đây em kiếm được chị rất nhiều tiền. Để làm gì? Ừ. Là em vào đây em đang làm việc. Thật chưa biết đang làm gì luôn. Nó đang làm gì? Hả? À ừ, đang thu thoại phim Tết các bạn ạ. Vậy là bây giờ chúng nó được một chỗ khác khi mà không có tôi với cả những anh cấp cao khác thì nó sẽ là cái gì giám đốc mua nhà mua xe nhỉ? Một thằng Việt bằng ba. Nhung không, con này bây giờ không chị Yến mua nhà mua xe. Xong rồi bọn này thằng con này bây giờ không ăn làm việc ba nữa rồi, thì một ngày có một hai cảnh thôi. Thằng Tuấn suốt ngày bị thằng Tuấn suốt ngày bị cởi chuồng cuốn lá chuối với cả tạt nước lạnh, suốt ngày ngồi nó run rẩy hát một người làm việc bằng ba. Viên tuổi gì được hát em chả hát được. Thằng này nó bắt đầu lên tiếng. Lạnh đâu, diễn viên phải cái chuồng. À, nó bắt đầu kể nó phải xuống mương. Xuống mương. Diễn viên cũng xuống mương. Nó hát là đấy không cãi rồi, im mà. Thế được ăn được nó gì đó. Ừ. Có phải ngày nào chúng mày cũng cải chuồng luôn mà. Thi thoảng cả tháng. Được rồi, rồi cho coi như là Giang một người làm việc bằng 3, cái này ghi nhận. Bằng 5. Ghi nhận. Một người làm việc bằng 5 được chứ. Em làm diễn viên về bằng 5 à? Ừ. Chúng mà quay phim thì chúng tôi mình sẽ là không phải đi tập gym nữa, tại vì mỗi ngày là sẽ phải vác 10 cân hoặc mười mấy cân tạ đi. Nhưng mà nó vẫn béo thôi. Không, nhưng người chắc. Nó vẫn béo. Béo không bị kiểu phì. Đang thu thoại phim Tết các bạn ạ. Đâu? Ý Tuấn ấy. Bố trẻ con. Rồi. Thế phải đổi lịch lên, không lên tiếp âm. Không biết. Hôm trước đang ở trong nhà, thế tự nhiên lướt điện thoại, thế điện thoại không phát ra âm thanh. Em thấy âm thanh nó ở đâu xa. Nó ra nó để loa ngoài này. Mà may thế, em đấy không xem gì mà vẫn ra loa chết. Gì nữa em ơi. Nhà TikTok ở đâu. Xem phim gì ạ, lúc cái đoạn đúng có một đoạn nhạy cảm. Thì em đứng ở bên em chụp, em đăng lên nhóm.
Chả liên quan gì. Ta đang bảo là cái loa Bluetooth này nó bắt này. Ở đây là xem. Trong trường hợp là xem linh tinh. Thấy hình ảnh, thấy mùi tiếng. Ở đây thì tôi là có điện thoại của tôi, tại của Vân này, tại của Nhiên này là kết nối cái này. Thu thoại. Tết này. Tết này. Bánh trưng lại còn có bánh trưng là tốt rồi em ạ. Đây tết này. Chắc còn nửa cái. Còn bánh trưng không nhân là được rồi. Các bạn đừng hiểu nhầm, đây là bánh trưng của bánh trung thu đâu nhé. Đáng ý là Tết này bánh trưng không có thịt. Nhưng mà nó có bánh trưng là tốt rồi các bạn ạ. Tuấn thu thoại. Thế à? Đáng yêu vào, không phải mà mình dâm dê tiện như thế. Đáng yêu. Mệt quá. Đấy. Chắc thế à? Bảo cái chứ lúc đầu kêu mệt quá là kêu mệt ở chỗ khác chứ không phải trong em. Em mệt. Còn bên ngoài này thì chồng của cô gái lang thang đang đợi cô gái lang thang thu âm về. Lại có cái gì ạ? Lại mới mua cái gì ấy các bạn ạ? Không mua gì à? Ta tưởng ngồi ăn búc cái gì. Đây là Dương. Dương ơi, Quỳnh nó bảo là mày chả yêu nó mấy. Đừng nói thế. Thế tại Quỳnh đang ngồi yêu nhau. Quỳnh đang ngồi. Quỳnh Dương có yêu nhau. Thế là anh Quỳnh, đây là anh Quỳnh nhá, không phải em Quỳnh nhá. Quỳnh nó bảo là em rất thích cái áo, em rất gì? Thằng Giang nó đang lấy nó check âm thanh rồi. Quỳnh nó bảo là anh Dương có cái áo điện em thích lắm nhưng mà xin không cho. Quỳnh ấy. Có nhường lại mà. Có nhường đấy mà không cho chứ sao mỗi mượn được không cho đấy là không yêu mấy. Nó cái gì? Cộm liên quan gì đến mày, nó cộm mày cộm à? Cộm thế cộm không mặc đi đây cho nó mặc. Đưa cho mặc nhưng mà cứ mặc. Nghĩ. Ở đây chỉ mặc bên trong giờ nó không thời trang. Chả mặc bên trong gì, mặc nhiều áo chống đạn á, đây áo chống rét. Thằng kia đang làm gì đây? Hát hát. Tuấn. Thế khoai xong đến gì? Mì tôm. Khoai cả trưởng toàn khoai, nhà toàn khoai mì tôm mà. Cảm giác đó mình có thể hiểu là mì vẫn là khoai, vẫn là sắn. Sợi ra làm sợi mì tôm. Nó liên quan nhau ấy. Không, khoai sắn. Không. Thường là như nào thì nó ám vào người, ví dụ đặt chân bánh tây thì nó thấy tây. Đấy. Đặt tên em thích khoai mỡ thì nó không cần đặt mỡ thật nó béo. Mì điên à? Thế gì mì xong rồi à khoai thì bắt đầu. Mì tôm không phải mì tôm. Là tên như nào nó thành vậy thì bây giờ mình phải làm sao cho nó thật giàu, thật đẹp dai đúng không? Thật là giàu, thật là đẹp đúng không? Ví dụ mà là con dai thì sẽ làm mì to. Con gái hay mì bé à? Con gái thì đang nghĩ đó. Con gái thì đang không quyết được tên con gái. Chưa quyết được. Sang Quỳnh, Dương Quỳnh yêu nhau quá. Yêu nhau ấy, cười nhau hí hí à. Không. Được rồi. Sinh nhật Nhung ấy, cười từ tỉ, khoe đi, khoe các bạn đi. Cái gì đâu, chẳng có cái gì. Các bạn là các bạn hãy giúp Tuấn, nếu mà khoai tây có em thì mình sẽ đặt tên như là các bạn cho một vài cái tên đi để mình ngắm nghía. Check comment nhá. Rồi chứ mà Phật là phải là xinh xắn ấy và cái gì à? Cái gì nhiều tiền nó gọi là cái gì nhỉ? À đấy, chị ạ. Ô lọ. Cái gì? Chị quay em ngồi đây, em bảo em đợi con vợ em. Thế xong rồi cuối cùng mẹ em xem cái này bà đang xem đấy. Chị ơi, mày bà đang xem đấy. Mình đấy, giữ em kịch bản nhá. Ừ, cái tên gì nó gọi là thật là cái giàu có thì nó gọi là sung túc đấy, thật là xinh xắn mà phung túc. Bà đang quay thì để con đi để luôn á. Em mắng vợ em không biết mắng gì, em bảo đấy, biết tại sao người ta suốt ngày chửi sinh chưa, là như không phải lo nghĩ gì, lo chả sinh. Thế tự nhiên sáng ra mẹ em mắng nó cái đồ cẩn thận nhá. Ok nó ở trong con lường. Bé mồm thôi. Đấy. Chửi nó là không phải lo lắng gì lo trẻ sinh mà nó ra nó lườm cho. Sáng ra nó không làm gì đã chửi nó rồi. Sáng ra hôm qua em thấy bia quá, em thấy học bừa. Em bảo là say bia quá thấy phòng bừa bắt đầu chửi. Không thì bình thường là em dọn, không em say em không dọn. Ừ. Đến xong rồi thấy phòng bừa bãi rồi.
sáng em thấy bừa em cáu lên em bảo là ôi dồi ôi cái phòng thế này mà cũng ở được. Và em không nói gì cả. Trong năm đó em lại dọn. Sáng đi làm thế mà dọn tối về thì hai vợ chồng dọn nhà nhá. Thế bảo là dọn rồi, có đồ gì dọn hết rồi. Trong phòng vẫn bừa thế. Xong bây giờ tí em về để em check.